Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, trong nhân dân và trên rất nhiều trang báo, Facebook, mọi người nhắc rất nhiều đến ông Nguyễn Tài Dũng với sự thương xót và cảm phục, một con người không quản ngại sự hiểm nguy để kịp thời mang hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ Hoàng Mai ngay giữa cơn bão số 10 vừa qua. Tối khuya ngày 1 tháng 10, nhiều đồng nghiệp, người thân, bạn bè bàng hoàng khi nhận hung tin trong khi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp của tỉnh về việc ứng cứu cho đồng bào bị bão lụt ở thị xã Hoàng Mai. Ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, đã bị nước lũ cuốn trôi. Rất nhiều người dân có mặt tại hiện trường sáng ngày 2 tháng 10 đã không cầm được nước mắt khi thi thể của ông Dũng được đưa ra giữa những thùng mì tôm vỡ vụn trong chiếc xe bảy chỗ. Bão lụt và nước dâng trào và giao thông ách tắc, mà tôi nói một người cán bộ tận tâm hết lòng vì cuộc sống tính mạng của người dân nơi vùng lũ lụt, đã đưa từng gói mì tôm, đã đưa từng chai nước uống, mà vị lãnh đạo này mất đi, thật đúng là coi như là vô, bản thân tôi cũng là vô cùng thương tiếc và đau thương. Đó là cá nhân tôi và nhân dân thị xã Hoàng Mai nói chung rất cảm tạ và rất nói biết ơn những cái người cán bộ và nhân dân của lãnh đạo của tỉnh chúng tôi như thế này. Dưới cơn mưa chiều không ngớt, hàng trăm bạn bè, đồng nghiệp, người thân và cả rất nhiều người chưa một lần quen biết lặng lẽ, đau đớn đưa thi thể của ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương. Bà Phạm Thị Hà, vợ người quá cố cùng hai người con trai đã quá sức chịu đựng về nỗi đau mất mát đột ngột và quá lớn. Dòng tin nhắn giản dị yêu thương vào cuối buổi chiều như bao ngày với vợ: em ăn cơm đi, không phải để phần vì anh đi công tác gấp. Không thể ngờ rằng đó là lời vĩnh biệt. Thế như thường lệ hàng ngày thì 7 giờ tối tôi chuẩn bị dọn cơm để chờ chồng tôi về ăn cơm, nhưng được nghe chồng tôi gọi điện thoại là em ăn cơm trước đi, anh phải đi cứu trợ cho đồng bào ở Hoàng Mai, rồi anh đi luôn không về được. Làng quê nghèo xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, nơi ông Nguyễn Tài Dũng cất tiếng khóc chào đời năm 1962. Ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng của xứ Nghệ, dòng họ Nguyễn Tài. Dòng họ này có bốn chi, lấy bốn chữ lót, công, danh, tài, đức, làm tên lót, như để nhắc nhở con cháu trong dòng họ phải luôn làm người có ích cho đất nước. Bố mất sớm, một mình mẹ tảo tần chắt chiu nuôi nấng hai chị em lớn khôn trong sự đùm bọc của xóm làng. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ già đã ngoài 80 tuổi khóc tiễn đưa con? Chưa 82 tuổi rồi, sống một mình ở nhà chứ mà đảm nhiệm hết, không có việc gì gắn thở. Nhưng mà người có gì người gì nhớ con, nhớ con. Chứ lâu hơn tháng người vẫn đảm bảo đủ nuôi sống, nhưng mà thương con, nhớ con lắm. Nhớ con lắm. Có lẽ chính vì sinh ra lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó nhưng đầy áp sự chở che ấy, mà trong ông thấm đẫm tình yêu thương, giản dị, gần gũi với mọi người. Từ ngày cháu làm việc cho đến giờ thì nói chung là họ đường, anh em, con cháu là hết sức tôn trọng. Vợ vì cháu dùng là một con người hết sức mẫu mực. Gắn liền với công việc chuyên môn, ông là thành viên ban phòng chống bão lụt của tỉnh. Trên mọi nẻo đường, ở những nơi xung yếu nhất, luôn có mặt của ông để kịp thời chia sẻ cùng những người dân những khó khăn mất mát do bão lũ. Tấm gương của ông được bạn bè, đồng nghiệp cảm phục. Lãnh đạo các cấp chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình ông Nguyễn Tài Dũng, ghi nhận những đóng góp, hy sinh của một cán bộ tận tụy vì dân, vì nước. Đấy là một cái đau xót, một mất mát lớn cho Sở Công Thương,
tôi, bản thân tôi mất một người cộng sự rất đắc lực, một người đồng chí tận tình. Còn gia đình thì các anh như vậy rồi, mất đi một người cha, một người ông, một người chồng tuyệt vời. Và để hoạt động cái tấm gương anh dũng hy sinh của đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã giao trách nhiệm cho Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban tỉnh cũng giao trách nhiệm Sở Công Thương phát động một cái phong trào thi đua học tập tấm gương anh dũng hy sinh của Nguyễn Đình Dũng. Và chiều ngày hôm qua, tôi với đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành đã ký cái lời phát động phong trào đó. Xứ Nghệ, một miền quê nghèo đầy thiên tai, bão lũ. Những khó khăn, mất mát do cơn bão số 10 gây ra, rồi sẽ vơi đi nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của cấp ủy chính quyền và mỗi một người dân, sự sẻ chia giúp đỡ của đồng bào. Nhưng nỗi đau thương về ông, hình ảnh không quản hiểm nguy để đến với người dân vùng lũ, cùng tấm gương tận tụy vì dân, vì nước của ông Nguyễn Tài Dũng, sẽ luôn được mọi người nhớ tới. Cuộc sống hôm nay cần lắm những con người như thế.